Từ lúa chào buổi sáng tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Bona với tôi nha. Hello, Hiếu Thuận xin kính chào đại gia đình mình trên mọi miền đất nước ha, một lời chào trân trọng nhất ha. Vâng, Hiếu Thuận xin kính chúc đại gia đình mình một ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, quả báo bên gia đình ha. Thì hôm nay Hiếu Thuận chia sẻ đến đại gia đình mình là Hiếu Thuận đi giăng lưới nữa nghe các bạn. Hiện tại thì Hiếu Thuận đang có mặt ở giáp ranh với Lưu Ngọc Hoàng, thì Hiếu Thuận sẽ lên Lưu Ngọc Hoàng giăng nữa nghe các bạn. Nhưng mà hôm bữa thì Hiếu Thuận giăng cái đụng bên kia, bữa nay Hiếu Thuận giăng cái đụng bên đây. Đó, tại vì trên này thì cá còn rất là nhiều, thành ra Hiếu Thuận lên Lưu Ngọc Hoàng, Hiếu Thuận giăng tiếp tục. Mong quý gia đình mình xem clip thì cho Hiếu Thuận một cái bình luận ha, góp ý đóng góp cho Hiếu Thuận, có gì thì Hiếu Thuận rút kinh nghiệm ha, đại gia đình mình. Thì Hiếu Thuận mời đại gia đình mình đi theo chân Hiếu Thuận giăng lưới ha. Rồi, mình xuống lưới nha các bạn. Ở sau lưng có một cái màu hồng sen rất là đẹp luôn. Ở mé bên này cũng vậy nữa, mé bên bờ bên này cũng là sen nha. Xa xa thì nó có con chú đó, nó cũng đang giăng lưới cho nè các bạn, nó cũng đang làm cá trên đó. Sen bên này là mới có cái đó là kêu là gì, cái đài đài sen anh thân. Sen bên này mới có mấy cái đài sen nhỏ nhỏ nha, đây người ta cũng mới trồng thời gian à. Nghe nói là mấy hôm nay bão vô nha các bạn, nhưng mà anh em mình đi là rất sáng, cái này trời xanh mây trắng nè. Đẹp đẹp, thời tiết rất là đẹp luôn. Đây mấy cái giọt sương sớm sáng ngày nó còn đọng ở trên lá sen nè. Con súng này là mình nghe nói là ăn, con súng này Mềm. ăn nó mềm lắm. Này ngày xưa đi ruộng là đem cơm theo á, cái ngắt ngắt lột vỏ ra rồi chấm luôn nha, chấm cá kho. Con súng vàng bây giờ ở dưới mình là hết có nha mọi người, kiếm không gặp nữa, còn ở trên gần gần lung này thì còn. Với mình là giờ kiếm một cọng không ra luôn. Giờ mình sẽ chống thẳng lên gần gần lung trên đó để khám phá trên đó nha. Trên đây cũng có sen nữa nha các bạn. Sen là chết rồi. Xích đó có sen chết rồi, xích lên trên kia như nó có một lớp nó còn sống rồi. Đúng không? Sen này chắc người ta 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 xịt người ta dọn quá, Chắc là dọn cái gì. dọn chứ sao tự nhiên chắc nó không có chết gì.
xuống xuống trên đó là tới tới nhà luôn rồi, tới nhà của anh ta. Tham quan cái lung ngọc hoàng này như thế nào? Trên này ngon quá ta, này nước sâu hơn dưới. Sâu hả? Nước sâu ngon hơn. Trên đó là tới nhà của anh ta luôn rồi. Ủa trên đó có đường lộ hả ta? Có nhà đâu. Chứ giờ mình cũng chưa có lên tới trên này nữa. Đang có xuồng của người ta đi giăng lưới đặt lờ gì nè. Bây giờ mình với Tư Lúa giăng lưới xong rồi, mình với Tư Lúa đi tham quan ngắm cảnh cái khu giáp ranh với Lung Ngọc Hoàng nha các bạn. Bây giờ dài các bạn có ta mới cái chạp nè. Chạp này mới cấy chắc chừng 5-10 ngày gì à. Mới cái 5-10 ngày chạp này, bây giờ nó lớn rồi chứ khoảng 3 năm sau, 4 năm sau mới bán được nha các bạn. 4 năm sau thì khoảng 1.000 mét vuông á, 1.000 mét vuông thì giá trị cơ bản là 7-8 triệu một 1.000 mét vuông các bạn. Bán cho người ta mua, người ta dọn cường nhà rồi làm giấy đâu đó. Mình với Tư Lúa đang tham quan giáp ranh với Lung Ngọc Hoàng. Phía kia lùm cây, kia là Lung Ngọc Hoàng. Nhà nước có cặm cục mốc trên đó. Mình đi chỉ dòng bìa thôi. Giáp ranh mình ngắm cảnh qua bên kia được. Chứ mình không có vô đó, mình giăng lưới được nha các bạn. Bên đó người ta bảo tồn. Ngày xưa đó, ngày xưa mà lúc mà mình mới có 13-14 tuổi đó, là mình đi theo ông anh của mình đi bắt cá hôi đó, người ta bắt đìa đó. Là cái khu vực này, toàn bộ khu vực này là thuộc Lung Ngọc Hoàng hết trơn nha các bạn. Của Lung Ngọc Hoàng hết. Nhưng mà sau này nhà nước gom lại mấy cái nào mà phong cảnh nó không được đẹp không á, thì nhà nước tách ra. Theo như mình đoán vậy đó nha. Tại có một số anh em mà hôm qua mình hỏi anh em nói là bây giờ nhà nước cặm mốc gom lại nhỏ thành, nó cũng có diện tích nhỏ hơn ngày xưa. Chứ ngày xưa cái khu vực mình đứng đây là toàn bộ là thuộc của Lung Ngọc Hoàng hết. Ngày xưa mình nhớ mình đi bắt cá là đi bằng Lung Ngọc Hoàng hết. Bây giờ thì khu vực này thì không có gọi là Lung Ngọc Hoàng, gọi cũng như giáp ranh thôi. Nó là Lung Ngọc Hoàng nhà nước cắm mốc hết rồi. Mình giới thiệu vậy cho các bạn biết thêm heo. Chứ ngày xưa là thuộc Lung Ngọc Hoàng lớn lắm. Giờ bắt đất này dân đầu trồng tràm hay trồng sen. Trong này trồng kia thêm. Thành phố nó ở chỉnh á. Nó điện về nó kêu trời không có chỉnh, 4-500 ngàn ký càng cua. Dạ. Đủ rơm mới có được nhiêu cá lóc nè. Đó. Đó đó thấy không? Cá này chú ấy đặt lờ nghe các bạn. Đó, không? Con cá dày nữa kìa. 3-4 cá dày đó. Nè cá dày nè, đây con nó nè, cá dày không nè. Theo chú ấy mình đi dở mấy cái lò chơi các bạn ơi. Ở đây thì cua, cua thì nhiều. Cua ở đây cá sạc nữa. Dạ. Cá sạc. Đổ vị để nó mình bỏ về lâu cái nó chết xịn chân à. Dạ. Nó vậy đó, về tôi mần cái mấy nhỏ đem sóc trăng bán được 50 ngàn ký đó. Dạ. Cá mần rồi ha. Mần rồi. Dạ. Mình chốc thùng đi thôi gì chú. Đi hút thuốc đi. Dạ. Chốc nhìn vòng đi. Giờ bữa lát đó rồi mới tôi chống ra đám mía đó, qua đám mía chạm mình đó đó. Dạ. Sáng nay đi một vòng đuối. Đi vòng tới 11, 12 giờ mới về mà. Dạ. Dạ. Chú ấy dở lờ các bạn ơi. Chạy có mấy con à. Đây cá sạc với ốc. Để hồi gom lại hả? Cá nó lủng rồi, nó đâu chạy đâu. Bị lủng rồi. Là bị lủng rồi. Cá nó lủng lỗ trò quá nè, chạy gì đâu. Dạ. Giờ giá. Có đem đầu ngày theo luôn ha. Không giá đặt đâu, chạy đâu. Dạ. Giờ chú đặt chắc chuyên nghiệp rồi. Đem đầu ngày theo đầy đủ cho nghe. Không có chuyên nghiệp, mới đặt mấy người anh ổng qua đời rồi. Dạ. Ông bỏ rồi mình đặt thôi chứ cái nghề chạy lưới này thì tôi nào giờ. Giá rộng được hết. Dạ. Gáp chạy gáp lưới thì được hết. Dạ. Đây là cắt lồi nha các bạn.
Chắc lời này mình ăn với bánh bánh xèo á anh Thuận. Cái lá non á, cái lá non mình ăn với bánh xèo, mình có bánh xèo mình ăn rất là ngon nha các bạn. Là cái bông đó, này cũng lâu lâu lắm rồi mình mới thấy lại đó. Cái này nó già nó lên bông luôn rồi. Như cái lá non gì nè. Cái lá non nó ăn bánh xèo. Bánh xèo với bánh khọt nữa, bánh khọt cũng ngon nữa. Nó độ hơi chát chát nhẹ nhẹ. Mấy cái mương là mười nữa mình câu có gô ngon lắm rồi đi. Ví trong đây là mương mía, mía là mới đánh lá nha. Ở ngoài này thì người ta xịt ta tiêu diệt mấy cỏ này. Rồi giờ mình cuốn lưới nha các bạn. Nãy giờ là đi vòng vòng xung quanh tham quan đã rồi. Giờ mình chỉ về mình cuốn lưới. Kìa kìa, thấy chứ, đã thấy nó dính còn kìa. Đó, sống. Hai con luôn phải không? Hai con luôn, cặp luôn nha. Bắt cả sống chứ. Còn con kia chắc dính trước quá. Rồi. Một em. Các bạn. Đó dính nữa các bạn ơi. Hai con. Chị dính con nổi lên nè. Được. Giấc này nó trời nắng nó rút xuống dưới mé như đó nha. Thấy dính con thì nó uống nó lòi vô gần. Phải không? Phải dính không? Sảy à. Sảy à. Dính này. Ê, dính này hả? Được. Chị mưa kìa. Giấc này chuyển mưa luôn rồi các bạn ơi. Bảo đang đang bão số 3 mà. Đang bão số 3, dự báo thì cái mấy ngày này là mưa liên tục luôn á. Bằng mưa thì tập trung vào chiều với tối. Con cá này nó dính, chắc nó dính hồi đầu tới giờ các bạn, cho nên này nó ngủm luôn rồi. Ngủm à, nó tắt thở. Phải dễ không các bạn? Đặt ha. Du phi. Bây giờ là 5 con gô phi nha. Còn gô phi không à. Có lý. À kìa. Con này còn sống không? Mình đang gỡ lưới đây mà nó ụt cái bên luôn. Nó là nó chưa chịu đuổi vô lưới. Đó còn nữa. Được. Thì chuyện mưa trên đó chắc không mưa đâu. Mưa đâu khúc trên đó là không xuống tới dưới này đâu. Dưới này thì chỗ này còn trời trong xanh quá. Chừng nào chuyển ngay chỗ này mới sợ. Gô phi. Hôm nãy giờ gô phi không ta?
dạ. Rô phi nữa. Quá trời. Cá dậy dàn nước. Dàn nước quá trời. Nhà xà dưới đó có hai chồng anh chủ đất anh đi kéo cá một gồng nha các bạn. Nhà xà dưới cái làng sen, lá sen dưới đó. Giờ này chủ đất anh đi kéo cá một gồng, anh ăn cá một gồng chứ cá này anh không ăn. Giờ này anh đi dọn cỏ rồi. Đã dính rồi kìa. Đó hả? Ngay chỗ này nè, ngay chỗ cục cục. Lên tim mày. À. Đây các bạn. Rô phi nữa. Đây nè, đây nè, dưới nè. Núp bây giờ không hay ha. Không hay. Ủa da. À, cô phi nữa nha, cô phi nữa các bạn ơi. Bỏ vô là hết rồi, tẹt 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 tẹt, cũng hấp dẫn nha. Ừ. Ăn ủi được. Ăn ủi trong lúc cực khổ. Không thì nhiều luôn á. Nhiều. Nãy giờ thấy nhiều rồi đó. Để chút mình sẽ đếm ai bao nhiêu con nha. Dạ, nó con còn nó dính ở trên thì nó ngớp ngớp trên. Đây nè. Khu vực này bà con bắt đi, bà con mình đi làm cá rất là đông nha các bạn. Đặt lờ dẫn lưới rồi. Nhiều lắm. Mà cá còn vẫn còn nhiều nữa các bạn. Đó, được không? Và cái sen đó. Nó dài ha, khó gỡ chút. Đó, sen này sen cũ. Đó, vui không? Ồ, oh, hai ba chỗ luôn dính, dính hai ba chỗ. Rồi, vô thùng. Cái khu này bà con ta đây dính nữa nè. Khu này bà con ta ít, cũng có đi xịt nhưng mà ít. Nghĩ quá hả, dính nhóc cho người ơi. Ừ. Vô rồi, vô rồi. Hồi nãy tưởng đâu không có con nào. Gần sen, ở đây gần sen thì cá nhiều các bạn. Nhưng mà mình không có giăng ở trong trong sen nha các bạn. Tại vì sen nó còn nhỏ, mình giăng thì nó có khi nó gãy sen. Cho nên mình giăng xích xích ở ngoài. Tính ra dằn lưới ha, sát cá ha, còn đi câu thì không sát các bạn. Câu chân quá các bạn ơi. Tính ngày dằn lưới hôm gầy anh em mình đi là bữa nào cũng cũng có, không ít thì bữa nhiều, không nhiều thì ít. Dằn lưới là bữa nào mình cũng chiến thắng hết chứ. Còn cái câu thì mình thua. Câu thua. Câu hôm gầy mấy quận là thua. Cá gô cũng gì, câu vịt cũng thua luôn. Đây này chớp chớp nặng đó kìa. Không có chừng đi à. Không có chừng đi à. Ừ. Quá đi rồi. Có cạn rồi, cũng quá. Nên mà gặp rồi đắm mưa một cái, ta dính này thì rõ không kịp luôn đó lý. Ừ. Mưa một cái nó lên cạn nó đi á. Rõ không kịp luôn á. Mưa một cái thôi. Ôi, mê quá các bạn ơi. Hấp dẫn quá. Lâu năm lắm rồi, thật mới thấy cá ở vùng này. Vùng này còn chút bạc hoàng, còn cá nhiều. Ngày xưa có khi mà mình giăng cái mình để nguyên ngày luôn á. Nhưng mà bây giờ anh em mình cũng không có thời gian nhiều các bạn. Chứ lại là mình cái này mình để lâu mấy con đầu nó chết á. Chết hết em ơi. Cá gô phi này thì nó dễ chết, nó yếu.
hai chồng chủ đất ta làm nó hoài ra làm gì vậy đi. Vì chồng anh chủ thì mà dọn mấy cái gác ghến nào xung quanh cái chỗ sen của mấy cô ảnh mới trồng. Cá còn làm quá trời các bạn ơi, lần đi lần khó, chắc mình thả lần dạo nữa quá các bạn, xa xôi quá, đi lần khó chắc mình quất lần dạo nữa các bạn ơi. Thấy gió nó đùa lại này đó. Chín nữa. Sạc. Mới thấy được con sạc điệp. Sạc điệp này bự quá, bây giờ nó dính vô luôn. Ở đây có cái giớn nè, đây chắc bữa nay chủ giớn không ở không đặt nè. Cái lửa xô nó quá các bạn. Rồi, có lý à. Đây là cực khổ mà dính cá vậy cũng vui các bạn ơi. Có thành quả là ok. Thành quả tốt ok. Này có ba cái cây sen của người ta xịt chết rồi đó, nó gùi xuống là nó còn có gai, nó dính lưới quá các bạn. Ba cây sen các bạn ơi, wow. À, dưới đó còn nữa kìa, quá ok. Dọn này kia. Quá ok các bạn ơi. Đi có con cái gì? Cá mè hả? Cá mè à? Cá mè hả? Cá ngựa gì? Hai ba con luôn kìa. Con mừng hả? Được. Đó. Được. Lý lắm các bạn ơi. Lý lắm các bạn ơi. Đây nha các bạn. Cho dính nữa, dính nữa hay. Wow, không có. Đây nữa, gì đây nữa nè. À nữa hả? Được. Lý quá. Dần dần mười. Dần dần mười các bạn ơi. Dần ra như vậy quấn nhiều quá.
mưa tới nha các bạn. Giờ này chắc mưa thiệt đó. Đó, trời ơi, mê quá các bạn ơi. Đó, hai con hay vậy? Ủa, mê quá các bạn ơi. Cái mê thiệt các bạn ơi. Gỡ bữa nay hơi lâu rồi nha. Tình hình là chắc thả thêm dạo nữa quá các bạn. Đang đi đằng khó các bạn ơi. Đi xa quá. Cái thằng chuyển mưa tới mình canh trời mưa mình dặn dính lắm. Dính nữa các bạn ơi. Ấy con cá gì mẹ à. Mẹ này ngon không? Mẹ con lạc bát phát. Ôi, nhóc chơi các bạn ơi. Rồi, hết lưới. Rồi, tổng kết cá nha các bạn. Bữa nay là dữ lắm nha. Vâng, 2 kg. Rồi bây giờ chú Thượng xin phép đại gia đình mình tại vì trên lưng Hoàng Hoàng từ vì nhà mình cũng xa quá các bạn. Thành ra mình không có chế biến mình nấu nướng gì hết nha các bạn. Thì thôi bây giờ chú Thượng xin kết thúc video tại đây đại gia đình ơi. Đại gia đình mình có thấy Hiếu Thuận cực khổ hay gì đó thì thương tình thì đại gia đình mình đăng ký cho Hiếu Thuận một cái đăng ký ha, một lượt thích ha các bạn ha. Hiếu Thuận xin chúc đại gia đình mình thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, bảo mát bên gia đình ha. Rồi Hiếu Thuận xin chào tạm biệt các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Video khác. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye.